Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là tiểu sư phụ đến từ C4Mi Group Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một số những thông tin rất là thú vị Đến từ dự án đào coin ở trên tele Một cái dự án rất được nhiều anh em quan tâm Dự án đào hot coi nhé các bạn Và hiện tại thì các bạn vẫn khai thác cái hot coi bình thường nhé Hàng giờ các bạn nhớ vào claim cái đồng hot và cố gắng nâng cấp tối đa cái mức level À, ở trên cái tốc độ khai thác ấy, để chúng ta có thể nhận được nhiều số lượng hot coin nhất. Và hiện tại thì ở cái mục friend ấy, tức là giới thiệu bạn bè thì nó sẽ có những cái chương trình hàng ngày. Các bạn giới thiệu từ 1 đến 10 bạn bè mới thì các bạn sẽ được chia sẻ cái pool thưởng là 400.000 hot này. Đó thì tức là các bạn chỉ cần giới thiệu từ 3 đến 5 bạn bè mới thôi là các bạn sẽ có thể nhận được cái số lượng hot từ từ 5 đến 7 hot rồi cái chương trình này các bạn chỉ cần giới thiệu thôi thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều hot và cái số lượng nó nhiều hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta khai thác hàng ngày đó thì các bạn có thể là mời thêm bạn bè để có thể nhận được cái pool thưởng chia sẻ hot đến từ dự án đào coi hot này nhá đó ok và hiện tại thì có một số những thông tin mà mình muốn gửi đến cho các bạn là mới đây nhất thì ở trên trang Twitter của dự án Hotcoin này đã có chia sẻ một cái bài viết rất là thú vị đó là bạn có biết rằng ngay cả Vitalik Buterin tức là cha đẻ của Ethereum đó các bạn ạ đã bắt đầu khai thác hot có rất nhiều kết nối thú vị xảy ra ở sự kiện của Encrypted hội nghị ngày hôm qua hãy chờ đợi một số thông tin tốt nhé thì các bạn có thể thấy là ở đây thì các bạn có thể thấy hình ảnh của Vitalik Buterin Ở trong cái sự kiện của Encrypted các bạn này Và uh, trong cái sự kiện đó thì có kết nối của của Kết nối của đội ngũ team dự án Hotcoin đã lên uh, chia sẻ ở trong cái sự kiện này Thì các bạn có thể xem qua cái video ở đây nhé Chúng ta có thể thấy hình ảnh của Hot này Rồi um, Hình ảnh của Vitalik này. Có thể là Vitalik đã tạo ra một số cái ví để khai thác uh, hot luôn sau cái sự kiện này nha các bạn. Ok thì chúng ta sẽ check qua một số thông tin nữa về cái uh, tokenomic của cái dự án này. Hiện tại ở trên block io thì các bạn có thể xem là tổng cung lưu thông của cái dự án hotcoin này hiện tại nó đang là 62 triệu. Và theo như cái quan sát của mình ấy, thì cái số lượng... Uh, token Supply này hiện tại nó vẫn đang tăng trưởng nhé Nó chưa dừng lại Đấy Giao dịch thì nó đã đạt mốc uh, trên 1 tỷ rồi Gần 1 tỷ rưỡi rồi Và số lượng Holder Token Hot Thì gần đạt ở mức là 10 triệu Holder nhé Check ở trên uh, hot scan thì các bạn có thể thấy là số lượng Hot đã được bơn Tức là đã được đốt đi ấy Thì nó là 5 triệu nhé số lượng hot bị lock nó là 169.000. Đấy. Số lượng giao dịch transaction section trong vòng 24 giờ đạt ở mức là 118.000 giao dịch nhá. có số rất là ấn tượng nha các bạn. Ngoài ra thì theo như các bảng xếp hạng ở trên hệ sinh thái của Near thì các bạn có thể thấy là dự án Here Wallet tức là chúng ta đang đào cái hot coin của cái dự án Here Wallet này đấy thì có cái số lượng tiềm tìm kiếm nhiều nhất ở trong hệ sinh thái của Near Protocol nhé. Đấy thì các bạn có thể check ở đây cái bài đăng ở trên Twitter của cái câu lạc bộ tìm hiểu về Near đây này. Thì cái dự án helium Wallet này đang đứng top đầu nha các bạn. Đó. Thì đây là đều là những cái thông tin rất là tích cực và với cái số lượng total supply như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể hy vọng Hot có thể đạt ở mức giá từ 3 đến 5 hoặc thậm chí là 10 USD nhé. Đấy thì các bạn cũng rất là hy vọng và chúng ta cũng rất là hy vọng và chờ đợi về cái sự bùng nổ của cái dự án đào Hotcoin này. Ngoài ra thì anh em cũng có thể check thông tin của cái ứng dụng ví Here Wallet này ở trên website của nó là herewallet.app thì anh em sẽ thấy được cái lộ trình. Về những cái phát triển, hướng phát triển và à, những cái hệ sinh thái xoay quanh cái dự án này Thì chúng ta có thể xem được là à, về à, thông tin cũng như là đội ngũ partner Thì các bạn có thể thấy đều là những cái tên tuổi rất là sừng sỏ Trong đó có thể kể đến như là Near Foundation, Big Train Holding, Aurora, đó, Rẹp.finance, Near Social đó. Thì đều là những cái tên tuổi rất là nổi tiếng ở trong cái thị trường cái crypto rồi. Đặc biệt có Near Foundation. đó Thì anh em có thể hy vọng về một cái tương lai rất là tốt đẹp đến từ cái dự án đào Hotcoin này. Thì anh em mà đào Hotcoin thì các bạn cố gắng nâng cái level lên cao một chút để chúng ta có thể khai thác được số lượng uh, tối đa cái đồng hot và chúng ta cố gắng uh, tham gia những cái sự kiện những cái event mà nó cho phép chúng ta có thể kiếm được thêm cái đồng hot ấy. bởi vì các bạn có thể để ý là hiện tại thì cái tốc độ khai thác của cái đồng hot coin này hiện tại đang à, giảm sau cái chương trình ha vinh của nó và chúng ta có thể kiếm thêm hot bằng cách thực hiện những cái nhiệm vụ uh, commission ở trong cái phần commission này này và nhiệm vụ giới thiệu thêm bạn bè để chúng ta có thể là uh, tăng được cái số lượng hot mà chúng ta kiếm được nhé thì anh em nhớ claim cái đồng hot này đầy đủ nhá để chúng ta có thể là à, chơi đón một cái tương lai hot có thể đạt được mức là 5 đô hoặc thậm chí là 10 đô đấy ok nhá thì à, mình đã gửi đến cho các bạn những cái thông tin à, tổng hợp đến từ cái dự án đào hot coin này rồi thì những cái gì thắc mắc không hiểu ấy thì anh em có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé Chúc cho các bạn luôn luôn may mắn, kiếm được thần nhiều coi và kiếm được thần nhiều tiền. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được cập nhật những video, những cái dự án chất lượng đến từ channel của Thầy Sư Phụ nhé. Còn bây giờ, xin thần ái chào và hẹn gặp lại.